Theo đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực, đến năm 2030, diện tích dừa của cả nước đạt khoảng 195.000 đến 210.000 ha. Trong đó, trên 30% diện tích dừa được sản xuất theo quy trình gáp và tương đương khoảng 30% diện tích dừa được cấp mã số vùng trồng. Cục trồng trọt khuyến cáo người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật trồng sen, nuôi sen với trồng dừa để tăng giá trị trên diện tích đất sản xuất.